Đây là cái máy in 3D này. In trực tiếp con phần làm ra này luôn hả? Dạ, một lần ra vậy. Không phải máy lắp ráp. In vậy thì hết bao nhiêu lâu thì xong? Tùy theo giọng với đặt nữa anh. Thì nói chung là nó cũng là 6, 7 tiếng mỗi lần này. Nhưng mà nếu anh đi so với kiểu truyền thống thì vẫn phải hơn. Truyền thống mình phải đổ khuôn. Cái khuôn kim loại đó là tầm nửa tháng đến 1 tháng. Sau đó thì ra đổ rồi rất là lẹ, cạch là ra đó. Nếu mình muốn ra số lượng nhiều thì mình giữa kết hợp giữa công nghệ này với công nghệ truyền thống. Thì mình ra cái này trước rồi mình đi đập khuôn. Cái này thì chính cái độ chính xác nó sẽ rất là cao hơn. Rồi cái chi phí này thì mắc không em đi? Dạ, theo tính hàng sao? BOA thì 3.000 một gram. Thì như mấy cái bịch hộp này thì là nó đó phải không? Dạ. Cho anh coi chút nào. Nó với hộp này là 300 gram. À, cái hộp là 300 gram. Dạ. Mà tính là 3.000 một gram thì một hộp này khoảng 900 à? Dạ. Cô chú quán nhìn vô cũng nhẹ. À, từ chú quán đấy hả? Dạ. Nhưng chị này mới phát biểu trên... Dạ, đúng rồi, cô Thủy. À, cô Thủy. Ồ, nhẹ ha. Anh tưởng lấy cầm, tưởng giống bằng đồng á. Nhẹ tưng à? Ờ, thì kích thước mình chèo lửa thôi. Hay quá. Ví dụ anh muốn gọi là anh in cái tờ quan chẳng hạn. Dạ. Thì có được không? Dạ được, đây, phòng kem của mình. À, dạ. Anh vô một kem này. Có sao không? Vô có sao? Không, anh vô. Ồ quá, à nó đặt rất là nhiều cái đây. Đây là 360 độ. Đây em cho mình anh cầm. Đây là giới thiệu mọi người, đây là cái phòng kem mình mới đặt. Cái vấn đề là nó đặt à? Tức cầm em sao nó đừng. Anh bật cái tâm tưởng mình không? Đây, tâm tưởng của cô Thủy đây. Thì em trai này mới đưa cho mình cái tượng này. Khi mình muốn thiết kế một cái tượng giống cái tượng mô hình của mình thì em trai giới thiệu cho mình cái phòng là phòng này gọi là phòng Scan 3D. Và mình đã rất là quá chờ các cái đầu cái hình là cái lông không? Ồ, đúng rồi, đúng là hiện đại. Thì nếu mà để làm cái hình tượng giống như anh như này, như cái cô này đó, dạ. Thì làm chính rất nhiều không? Dạ, scan và dựng lại file cho đẹp, gọi là tạo ra một cái file 3D đó. Cho là 1 triệu. 1 triệu. Dạ. Xong bắt đầu in ra bao dạ. Nhiêu? Dạ, in ra có lượng bao nhiêu, lớn bao nhiêu. Chung là một cái công scan là 1 triệu là thiết kế ra, dạ. Là luôn cái file bản trên máy tính là dạ. Là file đó mình có thể giữ. Là sau này mình in mình không phải scan nữa, mình cứ lấy cái file đó. Cứ lấy file in bao nhiêu dạ. Làm ra nó là. Dạ. Hay nhưng mà nó chỉ tính là từ trên tầng. Dạ. Hiện tại thì ở đây là chỉ là bán thân từ người lên thôi. Còn nếu mà full thì sẽ là full người sẽ là thêm 50 cái nữa. Thời gian scan là chỉ hết bao nhiêu lâu? Một giây. Một giây hả? Rồi còn làm file trong vòng 1 ngày. Ồ, như vậy lên là bao nhiêu cái máy? Dạ 30. 30 cái máy? Dạ. À, để tạo một cái tượng như này mà của chính mình thì chi phí scan 3D như này hết có 1 triệu không? Đó, hết có 1 triệu. Rồi in để ra cái mô hình đó thì cũng tầm trên dưới 1 triệu nữa đúng không? Như cái tượng cô đó tầm trên dưới 1 triệu mấy nào? Dạ. Tùy cái vật liệu và theo kích thước đó. Kích thước lớn nhỏ nữa. Như cái to đó thôi tầm 7 triệu, tức là khoảng 7 triệu 3, vậy là cũng khoảng tầm trên dưới 3 triệu thôi là mình có một cái bức tượng. Sau này muốn in tặng cho người thân, cho gia đình hay là mình làm một cái vật kỷ niệm cho chính mình thì khá là thú vị. Đây ở trên đây có rất là nhiều cái mẫu đã được in vào đây. Ở đây mình chỉ in thôi hay là mình bán cả máy nè em? Dạ có máy cả máy à. Đây là cái con thằng lằn được in. Được in gọi là cái gì? Một lần. À, một lần mà không cần lắp ráp. Dạ. Đấy, còn thấy các cái khối cái khớp nối này thì nếu như mà truyền thống thì mình phải in ra từng bộ phận, từng khúc này mình ráp vào. Nhưng mà đối với con thằn lằn này thì in một lần không cần lắp ráp. Đây là bản demo cho tao biết có thể làm thời trang được. À, tức là cho mặc quần áo rồi hay sao? Đúng rồi. Em đeo cho vai em ạ. Đây, đeo lên vai mình là có thể làm những cái bộ áo giáp phải không?
áo giáp giống như trong game thủ theo cái ý trí tưởng tượng của mình. Chương trình người bí ẩn anh có anh mà chuyên cosplay cho gì á, anh sử dụng công nghệ 3D à để làm cho bộ đồ của các siêu không à, hiểu rồi, kiểu như vậy phải không? Đây là cái con thỏ này. Nhưng mấy con này thì in đâu nhiêu tiền hả? Dạ. Mấy chục ngàn nữa hả? Dạ. Hay quá ha. Nhưng mà sao nó chỉ có một màu hay là mình muốn in nhiều màu được không? Vậy là in đồng chất. À, in đồng chất. Là một màu. Ví dụ mình in màu trắng không rồi mình về mình sơn nhiều màu có được không? Dạ được, đây đây. Đây là các cover. Em à, nhanh vậy. Quá là nhẹ luôn đây. Bên trong là khối à nó cũng lỏng. Thì hai bên trong mình cho lỏng thì đặt. À. Nặng nhẹ không em, Einstein, nhà bác học. Ồ, quá hay luôn. Đây có nhà bác học và Einstein luôn các bạn. Đấy quá hấp dẫn luôn. Ôi giời, cái khối tóc của ông nhìn giống cái gì ta tổ yến quá. Râu thì đầy đủ ha. Hay quá. Đây là cái gì ta, Endgame hả? Dạ, Thanos. Thanos hả? Cái xuyên hồng Marvel hả? Ồ, nhận tức nhận, không nhận, hay rồi. Nhìn trên hình thì thấy nó nặng nhưng mà đúng là cầm trên tay quá nhẹ luôn. Nhẹ lắm. Nhẹ lắm, nhẹ lắm, nhẹ lắm, nhẹ lắm. Đây là lọ hoa hả? Dạ. Lọ tóc hoa. Ồ, những cái đường vân rất là tỉ mỉ ha. Nếu mà sử dụng các cái máy mà gặn như cái máy cắt thì bằng tay chắc khó mà đục đẽ ra được như này. Đây là ninja rùa hả? Hay quá. Của màu là tùy mình chọn lúc đầu đúng không? Dạ tùy. Màu xám, màu trắng. Dạ, có cái bản nào vô tắm lửa. Cái này chỉ là một màu thôi đúng không? Không, cái này là màu đen, tụi em quét đồng, giả đồng lên. À, sau khi chiều sâu của à, tức là sau khi in màu đen ra mình sẽ phết đồng lên để cho nó ra cái hình được như vậy đó hả? Quá chừng luôn. Chỉ đây cần có cái bàn tay ok. Đây, năm bộ cái này tiền cái này thôi dành cho ngành giáo dục à, cái thầy giáo thôi chỉ được nào mặt chính mặt phổ. Ồ, quá hay là y thật luôn à, các cái đường mạch máu của trái tim. Nhưng mà như là cái này như to hơn trái tim bình thường đúng không? Dạ, tỷ không, rõ. Tỷ lệ nó to hơn nên để cho học sinh nó học cho nó dễ thấy này. Các cái đường mạch máu đúng không? Ok, hay luôn. Tức là có thể được rất là nhiều mạch ứng dụng được trong giáo dục dành cho các thầy giáo. Đây. Cho tiếng dành cho các thầy giáo dạy máy bay. Ồ, đây là bộ phận bên trong bản lực máy bay. À, bộ phận máy bay. Khi mà người học sinh người ta thấy được những cái mô hình cụ thể như này thì rất là dễ để hình dung trong việc tiếp thu kiến thức. Dạ. Nó không có nhàm chán. Chứ mà ngày xưa đi học thì mấy thầy vẽ ra rồi còn không nổi cũng đâu mà học. Không hình dung được thì lấy đâu mà mình ứng dụng vào thực tế. Đây là mô hình nó vẽ rất là chi tiết cụ thể luôn. Đúng y như là thật luôn, không phải là theo tưởng tượng nữa ha. Khi có bộ xương khủng long đó hả? Dạ. Ôi sao mày quá. Cái nhựa này dễ vỡ không ta? Không anh, gấp dài lần mới vỡ. Hay quá. Đã có cái bộ xương khủng long hấp dẫn. Ồ. Đây. Cái này mình lại gắp nối. À, cái này đắp nối nè. Dạ. Hay quá các bạn. Đây bộ xương khủng long. Đây chắc khủng long nhỏ. Tuyệt vời. Hay quá. Cái này là lúc sau này mình muốn sơn màu gì bắt đầu mình sơn lên đúng không? Dạ. Cái này nhỏ 25. Hay, tuyệt vời quá. Vậy thì mày mốt muốn in bộ phận nào trong cơ thể của mình thì cứ sử dụng đúng cái chất liệu đó là in ra y luôn á ha. Có hai. Còn trong đây là cái phòng phòng thiết kế phải không? Anh vô đây nào. Đây là cái phòng thiết kế của được kỹ thuật. Đây cũng là cái máy in 3D luôn này mà. Máy này to đấy. 1 mét vuông. À. Nhưng yeah, như cái này thì in cho những mô hình nào thì sao là to. Cái, sau này tụi em sẽ in một cái như sau này tụi em sẽ cho chạy máy rồi đó. Tụi
trên một cái bàn thế giới để ngoài cho khách được tao hiểu được nó trong dụng như thế nào. Đây là một thiết kế hả? Đang làm cái file này. Đây lúc đấy là trong scan. Sau cái ở trong cái phòng scan 3D xong muốn đi một tấm hình với tượng này sẽ qua theo này sẽ thiết kế cái phần này đi. Phần này là dựng 3D. Sau đó in ra cái khuôn mặt của cái người đó, tượng người bán thân. Đây là có người dẻo, cái này anh được ấp điện thoại và dày nhất. Ồ, được luôn. À, một cái tẹo luôn. Ủa, ví dụ như anh có một cái như một cái bộ phận chi tiết của một cái máy gì đó đúng không? Thì ví dụ muốn in ở đây là phải là sao, phải đưa cái phần nó lên hả? Dạ. Sao là bên mình sẽ thiết kế? Dạ, thiết kế. À. Chi phí thiết kế vậy nó bắt tiền không em? Tùy theo tính như độ khó hay sao? Độ khó của nó. Còn nếu mà thiết kế nó thật sự có sẵn trên mạng rồi thì em chỉ tính ra khối lượng của công ty. Đây là làm gì ta? Các logo các công ty khác nhờ bên em đặt, nhờ em làm. Có nhiều hướng để mà phát triển ha. Đây có cái rộng hay quá. Đây đầu rộng đây, sau đó mình sơn lên hay là cái nhựa nó đây là đang in nha. Đối với nhà mình có thể làm những cái cao uống nước nha. Uống được không? Nó có độc hại không? Dạ không. Trẻ em ngậm miệng chơi, trò chơi không sao. À. Cái này gọi tắt là nhựa sạch anh ạ. Đây. Không có mùi gì hết. Không khói, không mùi. Cái này do bên mình có mẫu rồi đúng không? Chứ mình đâu phải thiết kế lại. Có mẫu thì mình cứ gửi qua cho mình. Dạ. Nhưng bây giờ anh muốn lên mạng tìm những cái mẫu thì vô cái đuôi gì? Cái trang này. Bây giờ 3D Factory, Mini Factory. Mini Factory. Dạ. Ở dân phòng thì mình thay anh những tượng đựng bút. À, nên đựng bút như đây. Dạ. Ồ, hay sáng tạo ha. Thế là phía trước là hình cái tượng. Phía sau thì kê mấy cái lỗ này để đưa cái bút vào trong đây. Đây. Đây, có cà phê in một cái logo. GCC là tên tập đoàn nhà GCC 3D cà phê Việt Nam. Ở ngoài Hà Nội cũng có nhiều quán cách đây khá trường cũng trước quán này như một tuần hai tuần. Nhưng mà xa quá mình không tới. Cái ông tận rồi. Tận của tập đoàn GCC. Ông ngay ở Hà Nội lúc mà đang set up trong đây ông ngay set up. Là cũng là một phải không? Dạ, đúng rồi. Ông là người tận. À. Ông này là người nước nào đây? Thì Ba Lan. Đây ha. Chứ cái này mình làm những cái món quà tặng cho người thân rồi này ha. Rất là ý nghĩa. Đây giống mẫu nguyên giáp mà. Đúng không? Khách cũng ngoài Hải Phòng. À, giống đúng thôi. Giống như trái của tượng mẫu nguyên giáp mà. Tượng Phật. Này. Trên đây còn nhiều cái mô hình khác của Phật lên tháp Eiffel của Pháp rồi. Ồ, cái này mà xây màu đồng nữa thì quá tuyệt vời luôn. Bên trong là được rỗng luôn. Để mình lắp đèn nhá. À, để đèn trong đây thì nó sẽ chiếu sáng ban đêm nữa. Hay quá. Rất là gọn nhẹ. Rất là nhẹ.
chút thì mình có thể giả lập các bản vẽ của nhà thiết kế để cho các nhà thầu ta hiểu xây dựng như thế nào. Ừ, các em nội thất bên trong, vị trí đặt các cái bàn ghế, cầu thang này nọ. Hồi xưa dân kiến trúc mà đi báo cáo các thứ là người ta làm cái này thì công lắm. Dạ. Thì tìm có chất liệu trong vòng nửa ngày đã có. Ừ, bây giờ có bản vẽ rồi thì cứ bỏ ra mà in thôi. Dạ. Nó giảm bớt được cái thời gian mà phải chuẩn bị để thiết trình. Rồi, như vậy là mới cho mọi người xem cái phòng kỹ thuật của cái quán cà phê In 3D ở Sài Gòn. 442 đúng không anh? Có thể là Cao Thắng. 442 Cao Thắng. À, mọi người có thể tới đây uống cà phê và tìm hiểu công nghệ In 3D khá là tuyệt vời. Trong tương lai nó là một trong những cái thành tựu của công nghệ 4.0 sắp tới nha, Việt Nam sẽ rất là phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. À, đây được em trai tặng cho mình một cái con lông móc chìa khóa bằng công nghệ In 3D. Cảm ơn anh trai.